Trong những ngày hè nóng bức, ly trà trái cây mát lạnh như thế này là lựa chọn của không ít các bạn trẻ. Đây chỉ là một trong số rất nhiều đồ uống đã được thương hiệu trà sữa Taster's Choice nghiên cứu thành công từ những loại trà và thảo mộc được trồng, chế biến tại Việt Nam. Taster's Choice là thương hiệu trà sữa của Việt Nam có tên năm 2016 với menu đa dạng, phong phú với các loại trà mới lạ, các loại trà có kem, hoa quả và topping chỉ có riêng tại Taster mang đến sự thú vị và sự tò mò đối với khách hàng. Taster's Choice mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, phong cách làm việc chuyên nghiệp và không gian thưởng thức trà sữa mới lạ, độc đáo. Hiện tại, thực đơn của hệ thống trà sữa này có đến hàng chục loại khác nhau gồm trà sữa, trà kem sữa, trà phô mai xoài, trà nguyên chất. Trong đó, nhiều loại thức uống mới do đơn vị sáng tạo dựa trên các loại trái cây tươi sẵn có tại Việt Nam như xoài, sầu riêng, dưa hấu đã mang đến cho thực khách nhiều trải nghiệm thú vị. Ngoài ra, các loại topping, trân châu, kem phô mai tại đây cũng khá phong phú, đáp ứng nhu cầu khác nhau của thực khách. Hiện tại, Taster's Choice đang có chương trình khuyến mãi free upsize vào thứ 6 hàng tuần. Khách hàng sẽ được upsize đồ uống lên xe lờ mà không phải trả thêm phí. Taster's Choice còn có những chương trình khuyến mãi trên các ứng dụng như Zamza, Foodie, Doji. Quý khách hàng có thể tải các ứng dụng và theo dõi fanpage Taster's Choice Việt Nam để cập nhật những chương trình ưu đãi cực sốc đến từ Taster's Choice nhé. Hiện tại, thương hiệu trà sữa này đã phát triển được hệ thống cửa hàng tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội để phục vụ nhu cầu thưởng thức trà của người tiêu dùng các nơi. Do được thực hiện theo hình thức nhượng quyền thương hiệu, nên tất cả các quán thuộc hệ thống được trang trí cùng một phong cách. Đồ uống đều có vị trà nguyên chất đậm đà, sử dụng nguyên liệu tươi, không hóa chất hay hương liệu, giúp thực khách an tâm khi sử dụng.